Nhà thuốc đông y Khương Trờ Thảo Dược vùng Tây Bắc xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Trờ. Hôm nay Khương Trờ đi đường bắt gặp một cây thuốc rất đặc quý. Cây này là cây mật mông hoa các bạn ạ. Cây mật mông hoa là một cây mọc thường năm, cao từ 1 đến 3 mét các bạn nhé. Lá thân cành, các bạn nhìn này, lá thân cành mọc đối, toàn thân lúc non có lông, lông màu hung trắng, lá các bạn nhé, cả hai mặt đều có lông rất mềm mịn, lá rộng từ 2 đến 3 cm, dài từ 5 đến 15 cm nhé các bạn nhé, nó tùy theo số đất xấu đất tốt. Cây mật mông hoa làm cây ra hoa vào tháng 3 các bạn ạ. Đây, hoa nó đang ra vào tháng 3 đây. Đấy. Hoa màu trắng có 4 cánh các bạn nhé. Người ta dùng làm thuốc chữa đau mắt thì người ta lấy hoa nó các bạn, người ta không lấy thân. Bây giờ tôi giới thiệu các bạn một bài thuốc chữa đau mắt từ cây mật mông hoa này. Hoa mật mông hoa, một rúm, cỏ rùi trống nhé, cái cỏ mà nó mọc ở ruộng gặt xong rồi bắt đầu nó lên, nó có những cái rùi trống, người ta gọi là cỏ rùi trống. Một rúm thảo quyết minh là hạt mùng muồng các bạn, một rúm. Ba vị này các bạn đã đun nước cho những người bị đau mắt đỏ, mắt có màng nhá, hay viêm giác mạc, để cho người ta uống. Trong thì các bạn uống thân nó nhá, đây trong uống thân nó. Thân nó rất là mềm các bạn, thân rất mềm, băm ra có màu trắng mà hơi hanh hanh vàng nhá, hơi hanh hanh vàng, khô đi thì trắng hẳn. Đây là cây mật mông hoa. Còn ngoài ra chúng tôi thì thường hay lấy cái cây mật mông hoa này để làm thuốc giải độc gan các bạn. Đấy, các bạn lấy được cái cây mật mông hoa này về thì gạo sạch băm ra phơi khô để chữa bệnh viêm gan các bạn nhé. Và những người bị đau mắt do gan gây lên ấy, thì các bạn tốt nhất là các bạn cho uống cái thân cây này và cái hoa của nó thì uống, và uống thêm thân cây này các bạn nhé. Đây là cây mật mông hoa, các bạn nhìn kỹ hoa nó nhé. Đây, hoa cây mật mông hoa bé thế này thôi nhưng mà có 4 cánh các bạn ạ. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.